ở tuổi 3 tuần, Galina Yakovleva không sợ virus corona khi bà hàng ngày ra đường giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất của thành phố, người già và những người không có tiền mua đồ ăn. Galina thành lập tổ chức Dobota, tiếng Nga có nghĩa là lòng hảo tâm, một nhóm thiện nguyện ở Saint Petersburg, một thành phố gánh chịu nhiều tổn thất trong Thế chiến thứ hai khi bị Đức Quốc xã bao vây trong hơn 2 năm. Galina là một nhân chứng sống. Một trận bom của Đức đã lấy mất giọng nói của bà và hằn sâu một vết sẹo trong cuộc đời bà. Trong cuộc chiến, khi bọn trẻ chúng tôi đang đi ngoài đường, một hồi chuông báo động vang lên. Chúng tôi chạy trốn trong một ống gang thép lớn. Và đường ống này bị trúng đạn từ phía bên kia, và tất cả những đứa trẻ ở bên trong đều bị câm điếc hoặc chỉ bị tắt tiếng. Tôi thật may mắn khi chỉ bị tắt tiếng. Galina đi giao đồ ăn cho những người vừa lớn tuổi có nguy cơ nhiễm trùng cao. Bà cũng mang cho khẩu trang, thứ gần như không thể tìm thấy những ngày này. Những người như Nila Savelieva không tiền, cảm thấy bị bỏ rơi. Đại dịch khiến con bà mất việc và người bạn thân nhất của bà thì tránh xa. Bạn tôi nói rằng bà ấy sẽ không đến thăm tôi nữa vì bà ấy sợ bị ốm hoặc khiến tôi bị bệnh. Và bà ấy nói tôi đừng mong bà ấy chở tôi đi bất cứ đâu cho đến khi có vaccine. Cho đến lúc đó, bà ấy sẽ không đến giúp tôi. Không phí thời gian giữa những địa điểm giao hàng, Galina phản ánh về cách lịch sử định hình quan điểm sống của bà. Bạn thấy đấy, đó là số phận của chúng tôi. Chúng tôi thiếu ăn, nhưng đồng thời chúng tôi cũng nghĩ về những người khác. Chúng tôi đã chia sẻ những mẫu bánh mì cuối cùng với họ. Saint Petersburg không giống như Moscow, không bắt buộc cách ly. Với số tử vong tương đối ít cho đến nay, chính quyền thành phố cho phép tự do đi lại nhưng bắt buộc đeo khẩu trang. Galina than thở về những gì bà cho là tính vị kỷ của thế giới hiện đại. Tôi thường xuyên kéo một chiếc xe đẩy rất nặng, nhưng rất ít người tiếp cận tôi ngỏ ý giúp đỡ. Trong khi những gì bà Galina làm mỗi ngày hầu như không được chú ý trong một thế giới đầy nhiễu nhương, nhưng nhờ bà, nhiều người sẽ có bữa ăn tối nay. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới.